Chào mọi người, hôm nay tôi đang ở gian hàng của Đông Phen, đây gọi là Đông Phong, hãng xe đã được người dân Việt Nam biết đến rất nhiều nhờ những mẫu xe tải. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu xe của Đông Phong trưng bày tại triển lãm ô tô Quảng Châu. Đây là mẫu xe iX7. Được biết Đông Phen sắp tới cũng sẽ được phân phối xe tại Việt Nam. Đây là mẫu xe điện 580 SUV, rất là đẹp. Máu đổi thất đi. Thấy bộ thất chiếc xe là khá đẹp. Cái này được sơn cả bằng gỗ này. Khá giống với BMW, rất là đẹp. Nhiều chức năng, ghế thì toàn ghế da là thể thao ôm. Đường hành khách khá là rộng rãi. Chiếc xe này thì chỉ xe này X5 thì tôi nhớ không nhầm thì đã được giới thiệu tại Việt Nam rồi. Cái bản đây là bản mới nhất thì không biết là có khác không. Tuy nhiên thì tôi là thấy khá là đẹp. Nội ngoại thất đều rất là đẹp. Chiếc xe này được trang bị đồng hồ điện tử thôi. Khá là đẹp. Cửa sổ trời toàn cảnh có rất nhiều auto hold này. Chiếc xe này 2 cầu mọi người nhé, 560 độ lái. Đây chỗ này là trục điều hòa này, nó biết rất là đẹp. Có lẽ mẫu này đẹp hơn mẫu ở tại Việt Nam. Đây là ghế sau khá là rộng rãi. Đẹp mắt. Chiếc xe này sang chiếc đây, chiếc 580 Pro. Vô lăng đê cắt này. Chiếc này đồng hồ là đồng hồ cơ nhé mọi người nhé. Cái đây là xe điện. Đấy, xe điện. Đấy. Màn hình to lắm. To như một cái máy tính bảng luôn. To như một máy tính sách tay không phải tính bảng đấy. Đây là mẫu S560. Rất nhiều mẫu Đông Phen giới thiệu lần này. Đây là mẫu xe điện nhỏ nhắn xinh xắn, giá rất là rẻ. Cái này nó thì nhỏ như chiếc Kia Morning luôn. Mọi người thấy đẹp luôn. Giá chỉ khoảng 200 triệu. Giống như Kia Morning thôi. Nó nhỏ nhá. Rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Phần đèn hậu kiểu
các cái mẫu xe của Swift, của Suzuki. Đây là mẫu xe điện. Cảm ơn mọi người.